Chào các bạn, ngay trên bàn làm việc của anh Huy đó chính là băng thần kiếm. Và anh Huy chuẩn bị test con Yoyo băng thần kiếm này để gửi về cho chị Đắc ở Bình Trị Đông A, Bình Tân. Băng thần kiếm, anh Huy ghi cái thông tin trên này và anh Huy sẽ xóa, chứ để thông tin này nó là một cái thông tin cá nhân mà đưa lên mạng thì không tốt lắm. Anh Huy chỉ đưa cái thông tin người nhận hàng như vậy để biết rằng cái đơn hàng này là của mình thôi. Bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy và anh Phi sẽ test con Yoyo này nhé. Rồi các bạn, anh Phi đã in cái giấy chuyển hàng rồi. Anh Phi có báo với khách hàng là phí chuyển trong vòng 2 ngày là khoảng 25.000, nhưng thực tế thì chỉ có 18.000, cho nên anh Phi sẽ điều chỉnh cái giá điều vận chuyển ở đây là 18.000. Thì tổng thanh toán của khách hàng sẽ là 277.000, bao gồm tiền hàng là 259.000 cộng với phí chuyển hàng. Và bây giờ anh Phi sẽ khui cái hộp này ra để anh Phi test cái sản phẩm. Và anh Phi cho vào đó 4 cái sợi dây quà tặng nhé mọi người nhé. 4 cái sợi dây quà tặng anh Phi sẽ lấy lên sau nha. Bây giờ anh Phi sẽ khui cái sản phẩm này ra để anh Phi test cái đã. Trên cái con băng thần kiếm này nó còn có con màu đỏ nữa, là nó còn là con mãng xà linh thần. Còn băng thần kiếm thì nó sẽ là một cái màu nó tím trong nha. Tím nó cộng với lại cái phần trong. Anh Phi sẽ cận cảnh, anh Phi đã cận cảnh biết bao nhiêu lần rồi, không phải là chỉ lần này mới cận cảnh, nhưng mà cái là anh Phi sẽ cận cảnh lại để anh Phi giới thiệu và anh Phi hướng dẫn luôn, tại vì clip của ai người đó sẽ xem chi tiết hơn và em sẽ hiểu hơn về cái cách lên dây. Đây là Yoyo 1A, tương đối là chuyên nghiệp. Nó tương đối là sao, tại vì Yoyo chuyên nghiệp nó giá nó rất là cao. Con này thì về cơ bản giá ngày xưa cũng khá là cao, nhưng mà giá bây giờ nó thấp lại là do thứ nhất là cái hàng này là hàng nội địa, chất lượng thì không phải nói rồi, đây là hàng OD, chất lượng không phải nói rồi, không cần phải bàn cãi gì hết. Nó chỉ khác nhau về mặt ngôn ngữ thôi. Ngày xưa thì do marketing rồi đó, nó còn cái hệ thống phân phối nó giá nó cao, còn bây giờ thì họ cũng không có phân phối, cho nên mình về tự do thì giá nó sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ không phải ngày xưa họ bán cao đâu nha các bạn, là do nó về hàng nó phải chịu nhiều chi phí hơn cho nên nó cao hơn thôi. Rồi thôi bây giờ thì anh Phi đi sâu vào phần test sản phẩm. Ở đây anh Phi sẽ cận cảnh cái viền này nó sẽ màu tím và bên trong nó sẽ màu trong. Và khi các bạn mở con Yoyo này ra ha, đây các bạn ấn ngược xe vô kim hồ, các bạn xe từ từ ha, ban đầu thì nó hơi cứng tay chút xíu nhưng không sao. Đây khi các bạn mở ra, anh Phi chỉ cách mở, bởi vì sao, bởi vì có những lúc dây nó bị rối buộc các bạn phải mở cái này ra. Và khi các bạn mở ra thì các bạn cố gắng giữ nguyên cái này ha. Cái bạc đạn này nó dính vào đây để tránh cái tình trạng là các bạn làm rơi bạc đạn ha. Khi gỡ nó ra thì các bạn cần phải dùng kềm, nhưng mà hiện nay thì chưa cần thiết phải gỡ nó ra đâu, cho nên các bạn không cần phải gỡ. Nè, anh Phi quay cái bạc đạn cho các bạn xem nè, nghe tiếng bạc đạn quay không. Và cái ti này nè có thể tháo ra được, nhưng mà anh khuyên các bạn đừng tháo, anh Phi chỉ các bạn cái cách thôi. Nè, vặn vào và đảm bảo là nó nhẹ nhàng ha, nó không có bị cứng răng. Các bạn vặn cho tới hết tay, hết tay là nó không còn vặn vô được nữa là xong. Bây giờ chúng ta sẽ gài cái mạch thứ hai vào và đảm bảo là nó trơn răng nha. Nó cứng răng là nó không quay được như vậy đâu, nó cứng răng là các bạn phải ngừng lại ngay và các bạn phải cho lại từ đầu ha, phải cho lại từ đầu. Đó, và khi tháo ra thì cái ti này nó sẽ đi theo, cho nên mỗi lần tháo ra là các bạn sẽ phải ém ti lại ha, ém ti lại đảm bảo là nó phải vô hết ti. Rồi cái này là cây ti nha các bạn ha. Rồi bây giờ anh Huy sẽ đè vào ha, đè vào đấy. Rồi xong, khi vào đây thì các bạn dặn vừa tay thôi, vừa tay thôi. Khi mà nó đảm bảo độ cứng cơ bản là các bạn dừng lại nè, không dừng lại. Rồi bây giờ anh Huy sẽ vô dây. Dây thì nó có hai đầu, một đầu là gắn vào tay chúng ta, một đầu là gắn vào Yoyo. Xe theo chiều kim đồng hồ là ngược chiều dây. Các bạn tung sợi dây này ra rộng như vậy, bạn bỏ vô và các bạn kéo thẳng như vậy nè ha. Và các bạn buông ra thì dây nó tự xoắn lại theo cái chiều tự do của nó ha. Rồi bây giờ các bạn gắn vào tay thì đây, cái chiều này đó, nó có một cái thòng lọng nè. Các bạn thọt hai cái ngón tay, ngón cái và ngón trỏ vô. Tay của bạn nhỏ dễ thọt hơn tay anh Phi nè ha. Dùng ngón này kéo xuống cho nó căng và giữ lại nè, chụp, dùng hai này chụp lại kéo qua ha. Là các bạn sẽ hình thành được một cái nút thắt kéo vô là nó dính vô tay luôn, không có bị văng con Yoyo ra. Quấn dây Yoyo thì các bạn dùng cái ngón tay cái giữ trên thành Yoyo và các bạn quấn ha, quấn khoảng tầm vài vòng ha, cầm quấn luôn cũng được. Và quấn tới đây thì ở ngoài cuộn vào và tư thế cầm Yoyo sẽ là như vậy cơ bản nhất. Còn ai quăng ngược quăng xuôi gì đó anh không biết, nhưng mà đây là cơ bản nhất và các bạn sẽ quăng ra. Anh Phi sẽ quăng ra để coi nó quay như thế nào nhé. Đây, khi quăng ra thì nó sẽ quay như thế này. Các bạn hỏi anh Phi là nó sẽ quay bao nhiêu lâu,
tùy các bạn quay có bị xéo trục chưa vô hay không, lực quay các bạn như thế nào, cổ tay các bạn như thế nào, rồi các bạn chơi các kỹ thuật gì trên dây. Thì thông thường thì cái con này nó đứng khoảng tầm 2 phút hoặc 2 phút hơn đó. Có những bạn quay ra nó đứng lâu hơn nữa do cái cổ tay các bạn mạnh mà quăng ra chuẩn. Nhưng mà thông thường để chơi các cái kỹ thuật trên dây cơ bản thì người ta không cần quá nhiều, gọi là quá nhiều thời gian đâu các bạn ha. Đây, nó hơi lộn xộn đó. Nó một có một cái ghế anh Huy để đây với một cái này. Không không, cứ để. Cái đó để hồi anh Huy đóng hàng đó ha. Và anh Huy sẽ lên dây ha. Vô 1A thường chúng ta sẽ lên dây như vậy nha các bạn nhé. Có một số phụ huynh hỏi là sao giật nó không lên. Chính xác là nó không lên, cái này 1A giật nó không có lên đâu. Giật hoài luôn nó không có lên. Các bạn phải kỹ thuật lên dây, các bạn hất vô lên nè, xong các bạn mới hút dây nè. Thấy không nè, hất vô lên nè, xong mới hút dây nè. Còn nếu mà hất vô lên không được thì dùng ngón trỏ nè, ngón trỏ của tay còn lại đập vô nè, kéo con dây xuống ha. Rồi đưa vô cái khe cái dây đang tay nè, đưa vô cái khe. Rồi nè, nó thành tư thế này. Khi các bạn buông cái tay bên này nè, buông, thấy không? Nhưng mà khi buông á là các bạn phải đảm bảo buông là để cho nó dây nè, buông là cho cái dây bên này nè nó hút vô phía con vô, thấy không? Thì nó mới được. Chứ có nhiều cái khi buông á là nó nè, khi buông nè, anh Huy buông nè cũng không ăn đâu nè, thấy không? Vừa buông cái tay còn lại phải giật nè, vừa buông cái tay còn lại phải giật nhẹ một cái, thấy không? Nè lên nè, vừa buông cái tay còn lại anh Huy buông tay này giật nhẹ một cái nó mới lên nè, thấy không? Cái cách nó sẽ là như vậy đó. Bởi vậy có một số bạn á là lên dây vẫn không lên dây được cùng động tác đó, nhưng thực tế không phải cùng động tác đâu các bạn, cũng khác nhau một chút xíu đó ha. Rồi tới đây là cũng chuẩn vô rồi. Và ở đây nó sẽ có hai cái nắp, anh Phi nói thêm để các bạn về các bạn đừng có bị lấn cấn. Ở đây nó tổng cộng là nó qua ba cái nắp chứ không phải hai cái nắp nè, hai cái nắp nè để gắn hai bên ha, để chúng ta chơi kiểu mà giật ngang á, bạn nắm để giật ngang á ha, gài vô gỡ ra cực lắm cho nên anh Phi cũng gài ha, nắm vô để giật ngang ha. Hai á là nó còn một cái nắp nữa đây ha, nó còn một cái nắp nữa là cái nắp này. Cái nắp này nó chỉ có một cái thôi nha mấy bạn, nắp này chỉ có một cái thôi ha. Cái nắp này là để gắn vô vậy nè, thay vì gắn cái kia thì gắn vậy nè cho nó đẹp ha, nhìn nó trơn tru có đẹp ha, nhưng mà chỉ có một cái thôi nha. Rồi tới đây thì anh Huy cũng dừng rồi nha. Cái bạn này tên gì thì anh Huy không biết, anh chỉ có cái nick Zalo của bạn hình như tên Khôi thì phải. Còn tên của mẹ bạn là chị Đắc ha, ở đường Lê Văn Quế, Bình Trị Đông A, Bình Tân. Và bây giờ anh Huy sẽ đóng cái hộp này lại và gửi về cho chị nhé. Gửi về cho chị. Thì theo cái ngày hẹn giao anh Huy tặng theo bộ 4 dây nè. Theo cái ngày hẹn giao thì họ hẹn là 19:20. Nhưng mà cái giờ giao như thế nào thì họ sẽ liên lạc trực tiếp với chủ nhà, chủ cái người đặt hàng á, cho nên các khi đặt hàng xong thì các bạn chịu khó, anh Huy bỏ ngoài này cho dễ nhìn nhé, để trong này thì bị các bạn mà quăng mất. Hơi bị khó là họ lên trên đó họ sẽ chủ động liên lạc với các bạn, nhiều khi báo 20 nhưng mà 19 họ cũng giao rồi, cho nên đó là các bạn nên nghe điện thoại, cho số điện thoại liên lạc được và nên nghe điện thoại để người ta giao ha. Rồi thì chỉ đơn giản vậy thôi, và anh Huy sẽ đóng cái này lại ha, đó là như vậy nè các bạn. Đấy, anh Huy bỏ cái này vô thêm nữa. Đủ rồi, chỉ như vậy thôi mà xong ha. Rồi anh Phi sẽ đóng hàng để các bạn xem nhé. Anh Phi đóng với tốc độ anh Phi quay clip cho nhanh, sau anh Phi trả lại chậm cho nó giật khung ảnh coi nó dễ thương hơn. Anh Phi sáng nay anh Phi làm theo cách này thì thấy nó đẹp đẹp và nó cái cách nó dễ coi hơn chút xíu ha. Rồi tới đây thì xong phần test rồi nè, và chuyển qua cái phần đóng thôi ha. Anh Phi dán lại cái nữa là xong nha. Đây xong phần test và chỉ còn phần đóng. Và các bạn khi chơi Yo-Yo 1A này, cái đầu tiên khó khăn nhất vẫn là kỹ thuật lên dây, cho nên các bạn coi qua cái phần kỹ thuật lên dây giúp anh Phi nha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ đóng hàng cho các bạn xem nhé.